Thưa quý vị, thành phố Đà Nẵng đã ban hành kế hoạch triển khai thực hiện nghị quyết số 103 và quyết định số 24 của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện chính sách hỗ trợ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên trong các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục tiểu học ngoài công lập gặp khó khăn do đại dịch COVID-19. Đến nay, các phường, phòng giáo dục và đào tạo đang tích cực rà soát, lập danh sách để hoàn thiện hồ sơ trước ngày 31 tháng 12 năm 2022. COVID-19 đã khiến nhiều trường mầm non ngoài công lập phải ngừng dạy trong thời gian dài, ảnh hưởng rất lớn đến đời sống cán bộ, giáo viên, người lao động. Số tiền được hỗ trợ trong đợt này giúp các giáo viên có thể trang trải phần nào cho gia đình trong dịp Tết sắp tới. Sự quan tâm đối với các giáo viên ngoài công lập cũng giúp các cô giáo có thêm động lực bám trụ với nghề. Đối với bản thân tôi, từ một giáo viên mới chuyển sang trường mầm non Phương Lan, khi trẻ đi học lại thì được sự hướng dẫn chú đạo tận tình của nhà trường thì chúng tôi cũng được hưởng ở chính sách đợt này. Và đặc biệt đây là niềm vui rất lớn đối với tôi trong những ngày cần tiết như thế này. Theo quyết định số 24 của Chính phủ, mức hỗ trợ là 3,7 triệu đồng đối với cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên chưa được hưởng chính sách của địa phương lần nào và 2,2 triệu đồng đối với những người đã được hưởng chính sách hỗ trợ trước đó. Các nhóm lớp trường mầm non, tiểu học ngoài công lập trên địa bàn thành phố đã được hướng dẫn khẩn trương hoàn thiện hồ sơ cho các giáo viên, đồng thời rà soát số lượng cụ thể đối với từng đối tượng. Nhà trường rà soát tất cả cán bộ, giáo viên, công nhân viên đã làm việc trong cái thời điểm dịch COVID-19 mà không hưởng lương. Đối với những mà giáo viên mà mới vào trường thì phòng giáo dục cũng đã hướng dẫn nhà trường thực hiện cái mẫu 01. Tức là để các cô chứng nhận tại các cơ sở giáo dục mà trước đây các cô làm việc, để các cô được thừa hưởng cái chế độ của mình. Để đảm bảo việc thực hiện chính sách hỗ trợ đúng đối tượng, kịp thời, công khai, minh bạch, đúng quy định, không để lợi dụng, trục lợi chính sách, những ngày qua, Ủy ban Nhân dân các phường đã tích cực tuyên truyền, phổ biến đến các nhóm lớp đóng chân trên địa bàn, rà soát các trường hợp, tạo điều kiện thuận lợi về thủ tục hành chính để cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học ngoài công lập dễ tiếp cận chính sách. Chỗ địa phương đã triển khai cho các nhóm trẻ cũng như các tổ dân phố trên địa bàn có liên quan đến các nhóm trẻ, đảm bảo không để sót đối tượng. Sau khi tiếp nhận lại hồ sơ thì tổ thẩm định đã làm việc và căn cứ trên danh sách cũng như là cái quản lý của địa phương từ trước đến nay đã thẩm định hồ sơ và hiện nay là có 8 đối tượng là đủ điều kiện theo cái kế hoạch 208 của thành phố. Thành phố Đà Nẵng hiện có 131 trường mầm non ngoài công lập, 734 cơ sở giáo dục mầm non độc lập, cùng một số trường tiểu học ngoài công lập với số lượng hàng ngàn giáo viên. Thời gian qua, nhiều chính sách hỗ trợ của Trung ương và địa phương đã được triển khai để phần nào giúp các trường và giáo viên vượt qua giai đoạn khó khăn, vững tin với nghề.